Chào tất cả mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta có thể là mở khóa khi chiếc iPhone của chúng ta không khả dụng hoặc là bị vô hiệu hóa như cái chiếc điện thoại này của mình nhé mọi người nhé. Hiện tại thì ở đây là mình sẽ được thử lại sau 12 phút, nhưng cũng có những cái chiếc điện thoại nó lên hàng ngày đến vài ngày khi chúng ta cho con cái mượn điện thoại và chúng có thể là nhập sai mật khẩu nhé mọi người nhé. Đó, thì trong những cái trường hợp này chúng ta sẽ khôi phục lại máy và chúng ta sẽ mất những cái dữ liệu ở trong máy, ví dụ như ảnh nhưng mà hoặc là danh bạ nhé mọi người nhé. Thì mọi người cũng có thể là mọi người đã lưu ở trong cái iCloud của chúng ta rồi. Trên tay mình là từ cái chiếc iPhone X trở lên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để chúng ta có thể là vào cái chế độ là kết nối với cả iTunes và ba iTunes ở trên máy tính nhé mọi người nhé. Và mình cũng có một cái video hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta có thể là cài đặt ba iTunes hoặc là iTunes ở trên máy tính, thì mình sẽ để link của cái video đó ở dưới cái video này để cho mọi người cùng xem nhé mọi người nhé. Thì đầu tiên chúng ta cần phải kết nối cái dây cáp của chiếc điện thoại chúng ta với cả máy tính nhé mọi người nhé. Ở trên cái chiếc điện thoại này thì chúng ta sẽ kích vào cái nút tăng âm lượng này, giảm âm lượng này, và chúng ta giữ niệt nút nguồn nhé mọi người nhé. Còn những cái chiếc iPhone có nút home thì các bạn sẽ giữ đồng thời là nút home và nút nguồn cho đến khi đã báo là kết nối với máy tính nhé mọi người nhé. Đây, chúng ta sẽ giữ cho hiện quả táo lên, hiện quả táo và cái hình kết nối vào với cả máy tính nhé. Ok, sau khi hiện lên như này rồi, chúng ta tiến hành mở cái ứng dụng là ba iTunes lên cho mình nhé. Rồi mình nhấn vào yes này. Rồi, ở đây thì chúng ta cần phải là download cái phần mềm cho cái chiếc điện thoại này về này. Hai cái bản này thì chúng ta đều có thể là tải được nhé. Chúng ta tải bản nào cũng được, mình sẽ kích vào cái phần là download nhé. Chúng ta sẽ đợi cho nó download xong nhé. Ok, thì sau khi chúng ta đã download xong cái phiên bản iOS này về máy tính nhé mọi người nhé, thì chúng ta ở dòng dưới này, các bạn sẽ chọn vào cái phần Quick Flash Mode cho mình nhé. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn vào cái Flash này, chúng ta kích vào này. Rồi, chúng ta chọn Flash nhé. Đó, vậy là cái điện thoại của chúng ta đang bắt đầu là khôi phục lại nhé mọi người nhé. Rồi, cái điện thoại của mình là đang bắt đầu là khởi động lại rồi nhé, đã lên táo rồi. Đây. Ok, thì máy tính của mình đã báo là ok rồi nhé mọi người nhé. Mình kích vào ok này. Và cái chiếc điện thoại của mình đang bắt đầu là khởi động lại nhé mọi người nhé. Thì mình có thể là rút cái cáp kết nối với cả máy tính ra nhé. Chúng ta sẽ không cần dùng đến cái máy tính của mình nữa. Và chúng ta đợi cái quả táo này nó khôi phục lại là xong thôi. Và chúng ta sẽ dùng cái điện thoại của chúng ta như bình thường nhé mọi người nhé. Ok, vậy là cái điện thoại của mình đã khởi động lên và như một cái chiếc điện thoại mới rồi nhá mọi người nhá. Và chúng ta bây giờ chỉ việc là kích hoạt cái chiếc điện thoại này để chúng ta dùng thôi. Đây. Đó. Ok, thì hôm nay mình đã hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta có thể là mở khóa chiếc điện thoại iPhone khi cái điện thoại của chúng ta bị vô hiệu hóa nhá mọi người nhá. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và ích thì cho mình một like và đăng ký nhá. Và chia sẻ video giúp mình.